Hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của hàng bác gì ạ? Lúc clip ngày nay thì em lên cho bác một em Panasonic nhá. Pana vuông này, ngày xưa thì dòng này thuộc dòng VIP của Pana nhé. Thì nhưng mà bây giờ thì nói chung là nó thuộc dòng gọi là dòng khá nhé. Đấy. Đây này. Thành thức con này này các bác đấy, nhìn bên ngoài thì có một vút vết đây nhá. Cái vết này thì khó nhìn nó các bác, thì cái màu này của nó là cái màu gọi là cái màu cà phê nhá, nên nó khó nhìn lắm. Con này là Panasonic này. HRHX10 nhá. À 103 nhá, con này dung tích 1 lít này. Đời con này đời 2013 các bác nhá. Đây này. Đáy chiếc của nó thì còn ok nhá. Đẹp này. Hàng như là hàng lướt vậy các bạn. Đấy, mặt trên của nó rất là ok nhá. Đây. Gioăng chiếc của nó này các bác này. Gioăng chiếc của nó đẹp nhá. Đấy. Đây các bác này. IH nhá, đây, Zenmen IH nhá. Là cao tần toàn diện, nó là cao tần nhá, đây mặt như là mới nhá. Đây các bác nhìn cái thứ này của nó này, rất là ok này. Đây đây em cho các bác xem cái cốc hở nó này, sạch sẽ nhá, nhìn rất là đẹp này. Đấy. Đây đây các bác nhìn cái xoong của nó này, xoong đẹp nhá, ống ánh kim tuyến luôn này. Đấy đây này, cái lớp đồng của nó này còn rất là ok nhá. Dòng này cơm kiếc của nó thì bao ngon cho các bác luôn đấy. Này nấu cơm 44 phút nhá. Đấy. Tắt này, các phím chức năng nhá, menu này. Đấy, rất là ok nhá. Con này có cả đo lượng điện các bác này. Đo lượng điện tiêu thụ này là bao nhiêu tiền nhá, nó quy hết là được đấy. Đấy. Thì bây giờ em chỉnh lại giờ nhầm. Đấy, chỉnh giờ thoải mái các bác nhé. Đấy các bác. Đấy, thì con này em bán với giá là 1.200.000 các bác nhé. 1.200.000, chuyển khoản thì bao ship toàn quốc các bác nhé. Đấy, đây này, viền lốc này. Đấy, rất là đẹp nhé, sáng bong luôn đấy. 2013 mà 2012 mà nó đẹp như thế này. Thì là bao hàng xuất hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé. 0983 này 3/75 giúp em với. Các bác xem clip của em thấy hay thì cho em xin một like, một chia sẻ một cái kênh các bác nhé. Em chào các bác, hẹn gặp các bác ở clip tiếp theo ạ.